Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình Và hôm nay thì mình lại có đây một sản phẩm rất là đặc biệt Một sản phẩm chưa được giới thiệu cho Việt Nam Đây là chiếc Meizu 16XS Và Meizu 16XS có thể sẽ là một trong rất là nhiều những dòng sản phẩm mới Mà đánh dấu sự trở lại của Meizu ở thị trường Việt Nam và hôm nay thì mình đang có đây là phiên bản chính hãng và dự kiến sẽ được phân phối ở thị trường Nam chứ không phải là phiên bản sách tay đâu nha các bạn Đây là cái phiên bản ROM chính hãng thương mại mà khi mà được phân phối thì nó sẽ chạy như thế này Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn về sản phẩm rất là thú vị này đến từ nhà Meizu Anh em nào quan tâm tới smartphone thì đừng quên ghé qua hệ thống di động Việt Hiện tại thì hệ thống di động Việt đang phân phối rất là nhiều dòng smartphone khác nhau với cực kỳ là nhiều ưu đãi dành cho các bạn Đầu tiên chính là về mặt thiết kế của chiếc Meizu 16 XS này thì các bạn thấy là mặt trước của chiếc Meizu 16 XS này thì nó thừa hưởng gần như là toàn bộ những cái thiết kế của chiếc Meizu 16 cũng như là chiếc Meizu 16X mà đã ra mắt trước đó. Sản phẩm này thì bên thực ra không phải là một sản phẩm gì quá là mới của nhà Meizu cả, bởi vì Meizu 16XS thì đã được bên nhà Meizu giới thiệu ở thị trường Trung Quốc cách đây là hai tháng rồi nha, chứ không phải là mới giới thiệu đâu. Và các bạn thấy là cái sản phẩm này thì nó sẽ không đi theo trào lưu là tay thỏ hay là camera thỏ thủ trì cả, mà các bạn thấy là những cái viền màn hình trên chiếc Meizu 16 IS này thì mình thấy là tương đối mỏng và cái điểm mà mình thích nhất ở trên cái phiên bản này đó chính là viền trên viền dưới của nó thì mỏng đều nhau nhưng mà cái điểm mà mình không thích ở mặt trước này đó chính là chúng ta sẽ có thêm một cái viền đen ở bên trong và nếu như mặt trước của chiếc Meizu 16 này mà nó được làm màu đen thì thực sự là nó sẽ đồng màu với cái viền đen này thì chúng ta sẽ không thể nhận thấy được nhưng ở cái phiên bản màu trắng thì các bạn sẽ nhận ra được cái vấn đề này và cái điểm mà mình rất là thích ở cái thiết kế mặt trước đó chính là về cái thiết kế của cái phần loa thoại thì nó sẽ hơi chữ V một chút có nghĩa là nó vắt theo hình chữ V và chúng ta sẽ có thêm một cái camera trước với độ phân giải là 16 megapixel à, chuyển qua về phần mặt sau của chiếc Meizu 16XS thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái mặt lưng được bo tròn rõ rất là nhiều và nó cũng khá là giống với người anh em là Meizu 16 trước đây mà thôi. Và cái phần mặt lưng này thì lưu ý các bạn là đây là một sản phẩm tầm trung thôi cho nên là mặt lưng của chiếc Meizu 16 XS này chỉ được làm bằng nhựa và cái phần viền trên chiếc Meizu 16 XS này thì nó cũng chỉ được làm bằng nhựa mà thôi. Nhưng cái phần khung để đặt linh kiện bên trong thì nó sẽ được làm bằng kim loại. Đó là một số chia sẻ của bên nhà phân phối với mình. Và cái điểm mà mình thích nhất ở trên tất cả những chiếc điện thoại đến từ nhà Meizu đó chính là cảm giác cầm nắm thì không bao giờ là mình thất vọng cả vì nó được làm ôm tay cũng như là cái cảm giác mà khi mà chúng ta cầm như thế này trong tay à, thì nó không hề có một cảm giác gì là khó chịu cả nhưng vì đây chỉ là một sản phẩm tầm trung thôi cho nên là các bạn thấy là ở cái phần tiếp giáp giữa mặt lưng cũng như là phần khung viền á thì nó chưa thực sự là mịn cho lắm và khi mà chúng ta vuốt như thế này thì vẫn có hơi cái cảm giác là hơi cấn tay nhẹ một chút xíu nhưng tổng thể lại với cái mức giá khoảng ở 6 triệu đồng ở bên thị trường Trung Quốc chỉ là 5 triệu 8 triệu ở phiên bản thấp nhất thôi thì cái chiếc Meizu 16XS này vẫn cho một cái cảm giác cầm rất là ok và nếu mà nó về thị trường Việt Nam khoảng tầm từ 5 cho đến là 6 triệu đồng thì đây là một trong những chiếc điện thoại mà mình thích nhất về cảm giác cầm nắm và phần cạnh phải của chiếc Meizu 16s sẽ là nơi tọa lạc của tất cả những phím vật lý bao gồm là phím tăng giảm âm lượng cũng như là phím nguồn ở phía dưới thì chúng ta sẽ có là cổng USB C này mic thoại cũng như là cái phần loa ngoài cũng là chúng ta sẽ có thêm cái rất cắm tai nghe là 3.5 mm và cạnh trái của chiếc Meizu 16 thì chúng ta sẽ có khay để có thể gắn thêm sim và nó sẽ hỗ trợ chúng ta là hai sim nhưng đáng tiếc ở sản phẩm này là nó sẽ không không hỗ trợ chúng ta là mở rộng bộ nhớ thông qua thẻ nhớ ngoài và quay lại với phần màn hình trên chiếc Meizu 16XS thì chúng ta đang có màn hình là 6.2 inch với độ phân giải là Full HD cộng và nó sẽ sử dụng tấm nền là Super AMOLED vì nó sử dụng tấm nền là Super AMOLED cho nên là cái chất lượng hiển thị trên sản phẩm này ở cái phân khúc giá từ 5 cho đến là 6 triệu đồng thì không có gì phải là đáng chê trách cả góc nhìn thì cực kỳ tốt này màu sắc thì hiển thị rất là rực rỡ kết hợp với cái Flyme OS thì cái cách mà bên nhà Meizu làm cái Flyme này thì nó đã rực sẵn rồi những tông màu thì nó sẽ hơi rực hơn rồi kết kết hợp với cái Super thì nó còn rực rỡ hơn và độ sáng màn hình trên sản phẩm này thì mình cũng đánh giá nó rất là ok Và chiếc Meizu 16XS của chúng ta sẽ hỗ trợ thêm cái công nghệ là nhận diện vân tay được nhúng thẳng bên trong màn hình Và thực sự thì cái tốc độ nhận diện vân tay trên chiếc Meizu 16XS này thì nó cực kỳ là nhanh Và thực sự nếu mà sản phẩm này được bán ở thị trường Việt Nam thì nó sẽ là sản phẩm có cái tốc độ nhận diện vân tay nhanh nhất ở trong cái tầm giá tầm trung nó thực sự là nó rất là nhanh các bạn ạ Các bạn thấy là khi mà các bạn để máy nghiêng như thế này này Thì nó sẽ không xuất hiện cái logo để chúng ta có thể là mở được màn hình nhưng khi mà các bạn chỉ cần cầm máy lên là nó sẽ xuất hiện và chúng ta chỉ cần là chạm như thế này là nó đã mở rồi nó cực kỳ là nhanh và cực kỳ là tuyệt vời còn khi mà các bạn mở sáng màn hình như thế này ư ừ. Ok, đấy các bạn thấy không? Rất là nhanh và nó rất là tiện lợi Và chuyển qua về phần cấu hình trên chiếc Meizu 16 XS thì hiện tại nó đang sử dụng bộ vi xử lý là Snapdragon 675 Và phiên bản thấp nhất thì nó đã có RAM là 6GB và bộ nhớ trong là 64GB Còn phiên bản cao cấp nhất thì chúng ta cũng có RAM là 6GB nhưng bộ nhớ trong sẽ là gấp đôi 128GB Và hiện tại thì chiếc Meizu 16 XS này đang chạy cái nền tảng là Android 9.0 Pie Và viên pin trên sản phẩm này sẽ là 4 4000mAh và hỗ trợ chúng ta công nghệ sạc nhanh với công suất suất sạc là 18W Chuyển sang về phần camera thì trên chiếc Meizu 16 XS của chúng ta sẽ có camera chính ở phần sau với độ phân giải là 48 MP này. Chúng ta sẽ có thêm một cái camera góc rộng là 8 MP và một cái camera hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh với độ phân giải là 5 MP. Nói một chút về cái cảm biến 48 MP trên chiếc Meizu 16 XS này thì vì là một sản phẩm tầm trung cho nên là sản phẩm này cũng chỉ sử dụng cảm biến đến từ nhà Samsung là GM1 thôi. À, thì nó cũng rất là giống với chiếc Redmi Note 7 cũng như là một số sản phẩm thương hiệu Việt khác sắp tới sẽ được giới thiệu ở chỉ Việt Nam và sản phẩm thương hiệu Việt Nam thì chắc chắn là các bạn đã đoán ra rồi đúng không? Mình sẽ không cần nói thêm. Và đây là giao diện ở phần cụm camera trên chiếc Meizu 16XS này thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có thêm cái tính năng là Super Night cũng như là chụp ảnh Pro Panorama vân vân và vân vân. Và camera trước trên chiếc Meizu 16XS này thì nó sẽ có độ vân giải dừng lại ở mức là 16 mấy mà thôi. Ok, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video trên tay nhanh cho bạn về chiếc Meizu 16XS và sắp tới sẽ được bên nhà Meizu cũng như là nhà phân phối bán ở thị trường Việt Nam. Các bạn hãy dự đoán xem là mức giá của sản phẩm này bao nhiêu sẽ là hợp lý cũng như là cái thời gian bán của sản phẩm này khi nào thì mình sẽ nốt ở phần mô tả của video cũng như là phần ghim của video ngày hôm nay còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau các bạn muốn bọn mình so sánh chiếc Meizu 16XS này với những sản phẩm nào thì đừng quên là để lại ở phần bình luận của video ngày hôm nay nha còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau bye bye